là dây đồng. Cũng ở đồng còn khá là ok luôn. Sao lúc đầu đo thấy chạm mà sao mình thấy đâu cháy gì đâu ta? Có khi nào là nó bứt lóc mà kỳ vậy? Còn các bạn xem tay của mình hôm nay lỡ phá rồi các bạn, phá chả tới luôn các bạn. Thì hồi nãy Khương có nói là Khương video tiếp theo Khương sẽ cắt cái block cho các bạn xem, thì bây giờ Khương cắt luôn các bạn, không để các bạn phải chờ lâu, nó cắt là cắt luôn, chơi tới tới luôn các bạn. Thì đây là nhân vật chính của các bạn nha, giờ Khương sẽ thử phá vào bên trong xem như thế nào. Đây là cái block 48.000 BTU các bạn, cũng có máy rất là lớn. Khương thấy có một cái máy nó còn lớn hơn nữa, nó sẽ gồm tới 3-4 cái lóc như vậy luôn. Đây, còn đây đấy, máy này nó chỉ có một lóc thôi. Bây giờ Khương sẽ cắt ra các bạn. Thì đấy, cái này bán dây chai được nha các bạn, nhưng mà Khương không bán, Khương cắt ra cho các bạn xem. Chứ nếu mà lấy gì bán dây chai thì Khương cũng sẽ không đem về đâu. Tại vì mục đích của Khương đem về để mà mổ ra cho anh em xem. Chứ còn bán dây chai thì nói làm gì. Đây, bắt đầu các bạn. Cho nó nằm xuống nha. Cho nằm xuống và cứ sẽ cắt theo hình vòng tròn này luôn. Đây. Cắt theo hình vòng tròn này. Chắc phải xoay đi xoay lại. Khó ta. Xe mặt trước rồi. Ui trời, nó nặng lắm các bạn, cái này nó nặng hơn 30kg nữa. Nên nhiều lúc thao tác nó cực lắm các bạn. Đây các bạn ơi, thì bữa Khương cắt ra rồi nha, nhưng mà không có vặn ra được. Ở đây nó có 4 con ốc 8 nè, các bạn xem nè. Đây, vặn ra không nổi luôn. Khương quyết định sẽ mua thêm để cắt và cắt cắt dọc xuống đây luôn, mỗi dọc xuống rồi để dễ tháo thôi. Giờ Khương bắt đầu cắt tiếp nè. Cái này vặn không nổi, vặn khả năng là tuôn luôn con ốc nè, thằng tí nữa sẽ không vặn được. Các bạn xem nè, bên trong nó thank you.
xong hai cái đường hai bên rồi, tôi cắt thêm một đường ngang nữa là được các bạn. Cắt xong cái mạc nó bay quá chừng, các bạn xem cái tay của mình nè, mình không mở vào tay mà. Khương sẽ làm ra một cái chuỗi video phá luôn các bạn, là cắt phá, nói chung là banh ra, có những cái máy gì là Khương banh ra coi hết để cho anh em biết, ví dụ như bên trong nó có những gì, thì xong sẽ ra một cái những series khác, series này Khương sẽ phá thôi, được không? Khương sẽ đục cái này ra. Các bạn xem nha. Đây. Giờ tôi sẽ cắt một đường ngang để tháo cái nắp này ra. Ok. Cắt đường nha các bạn, cắt chua quá, cắt rát tay luôn các bạn. Xong các bạn, mình cắt xong rồi, phải nói là cắt rất là nhiều. Đây, các bạn xem, đầu tiên là mình cắt một đường viền đây, một đường kính luôn, mình cắt hai hình trụ nè, hai đường cao á, rồi xong cắt thêm đường bán kính nữa, nó chịu rớt luôn các bạn. Giờ mình sẽ dùng cái bạo lực để mà cắt nó ra thử các bạn xem. Cái nào ta đây là một cái dây rất là lớn này, một phần động cơ, dòng cái phần cái kia bên này nó sẽ gọi là lắc luôn rồi. Dưới nó còn cái chân của nó ở dưới nữa. Nên hiện tại mình chưa tách ra hết là được. Để các bạn xem nè. Còn một cái nắp chân. Nên rất là khó. Mình tách ra luôn.
Đây là phần động cơ nha. Nó kẹt luôn rồi. Nó hư vì cái mình nó hư luôn rồi. Nên nó bị kẹt cứng nhất. Đây bây giờ mình sẽ cố mình tháo cái này ra. Tháo cái ốc này ra. Đây, cho mình xem. Lúc bình thường là nhớt nó sẽ nằm đây nha, dầu á. Dầu á sẽ nằm đây nè. Mình còn nghiêng ra là đổ hết, thằng bữa trước là nó đổ ra hết rồi. Nên nó bớt dơ các bạn. Đây là dây đồng không các bạn. Dây nhôm là không chịu nổi nha. Tại vì đây nhiệt độ rất là cao. Nó chạy, cái block nó chạy nhiệt độ rất là cao luôn. Đây hàng lại. Đây các bạn, mình sẽ lấy cái khóa 8 nè, mở ra. Cứng lắm các bạn, bữa trước là không mở nổi. Ôi da, không mở nổi các bạn ơi. Mình sẽ chào vào XG77 thử xem như thế nào. Đây là bên trong của cái block 48.000 BTU các bạn. Các bạn có thể xem. Đây Phương hy sinh cái block này ra để mà cho các bạn xem nha. Anh em xem video thì nhớ cảm thấy video hay á thì đăng ký kênh ủng hộ Phương, hoặc là cho Phương một like, còn comment bên dưới và chia sẻ cho những anh em khác cùng biết. Đây để Phương cố gắng Phương tháo cái này ra thôi, tại vì nó cứng quá không tháo được mà. Rất là khó tháo luôn. Đây dây đồng luôn. Ở đây nó có cái thông số nè. Tí nữa Phương tắt cho bên kia luôn cho các bạn xem. Để cho thái lan nghe các bạn. Hồi bữa trước có một cái. Đây là cái block. Block tương tự cái block mà bữa trong cái bài. Đây là cái block thay ra trong cái video mà thay cái block của máy lạnh VRV 48.000 BTU hôm bực trước Phương có đăng các bạn. Thì có người do nói cái lốc này là lốc dởm, thì Khương chuyên môn Khương cũng không có cao nữa, thì thấy cái lốc này xài cũng một khoảng thời gian rất là lâu rồi đó, trong khoảng là mấy năm rồi mới thay lại. Tại vì cái tần suất của cái máy này là xài 24/24 nên cái chuyện mà hư hao là chuyện có thể xảy ra thôi các bạn. Cứng quá các bạn. Xem. Đây là cái cốt của động cơ nha, cốt của phần động cơ nha. Đây dây đồng, dây đồng còn khá là ok luôn. Sao lúc đầu đo thấy chạm mà sao mình thấy đâu cháy gì đâu à? Có khi nào là nó bứt lắp mà kỳ vậy?
thấy được điểm cháy mà sao nữa. Tháo gỡ ra luôn các bạn, gỡ ra luôn, vệ sinh, gỡ ra luôn, khối sắt, mua là tiền không nữa các bạn, tiền triệu. Này không thể tháo ra được các bạn. Cứng quá cứng. Chi tiết này làm con ốc rất là nhỏ. Chi tiết lớn mà làm ốc nhỏ quá. Nên rất là khó tháo. Con dùng tới cái điếu và cái khóa này cũng không mở được luôn. Này không hiểu lý do. Cháy luôn. Ở đây thì toàn là cách nhiệt không nha. Vậy rồi á, nên bây giờ quay bằng cây này rất là khó chịu. Thấy chưa? Phần động cơ nè. Phần động cơ toàn là dây đồng không nha các bạn. Động cơ này không biết sau này có sử dụng được gì không, nhưng mà có khả năng mình sẽ sử dụng bằng cái cốt này để chế đồ cái phần này nữa, để tạo một cái bánh trớn để chế đồ. Được. Mình tháo cái khoen này ra. Đây là cốt của phần động cơ nè các bạn, xem nè. Đây là phần nắp nè, đây là phần thân của động cơ nè, động cơ cái block nè, rồi kiểm tra bằng đồng không các bạn, này bán có tiền nè các bạn.
Thực ra để nguyên cái lốc bán có tiền hơn các bạn. Nhưng mà mình làm video này thì mình chấp nhận. Chờ mình xem luôn để biết được bên trong nó như thế nào. Đây. Mình bực, rất là bực là vì không thể tháo được cái này ra. Nó chỉ nó cố định với bốn con ốc này thôi mà không tháo được tại sao ta. Không biết phải chắc phải dùng bằng một cái dùng tháo bu lông, cái máy bu lông đó mà tháo ra không biết ra không, chứ còn mà tay tháo không ra nó là khi cái lốc này nó bị không chạy luôn các bạn. Nghĩa là cái phần này gắn vô có khả năng là cái phần piston ở đây nó bị kẹt rồi, không chạy luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo của em Phương Huỳnh nhé.